em không có khả năng cứu con được. Buồn lắm, lúc nào cũng chỉ có biết khóc quá. Em cũng cúi mong các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm với các anh các chị giúp đỡ cứu cháu về. Em đội ơn rất là nhiều cái ơn, em không biết lấy cái gì mà em trả được cái ơn, nhưng mà thật sự là em rất là khổ. Chào anh, anh khỏe không ạ? Em khỏe, chúc mừng chị nha. Trời, em cũng cảm ơn biết anh rất nhiều. Nói chung em nhờ cũng nhờ các anh, nhờ bên kênh các anh, nhờ hết kênh anh này tới nhờ anh kia. Thì nói chung là bữa nay cháu được phong bụi túi về. Dạ. Nói chung cũng mừng lắm, thật sự luôn, mừng không tưởng tượng được luôn. Dạ. Mình tưởng là không có tiền để cứu cháu. Nhưng mà cầu xin trời thôi. Dạ, hiện giờ là em Chí về chưa? Chưa. Cháu Chí về chưa chị? Dạ chưa anh. Dạ chưa, em đang nói chung là anh Phong Bụi đưa cháu về rồi, nhưng mà đang làm thủ tục ở bên cửa khẩu bên kia. Còn em đang ở cửa khẩu bên Việt Nam. À, chị đang ở cửa khẩu. Dạ. À, chị Trang là qua bển. An Giang á. À, chị đang ở cửa khẩu An Giang. Dạ đúng rồi. Dạ. Cửa khẩu Long Bình á. Dạ. Thì đói thôi, con đã về rồi, mừng đi, đừng có khóc nữa. Bữa giờ khóc nhiều quá rồi. Lina, TV rất là nhiều nhá. Dạ không có gì. Dạ. Không biết số cuộc đời nó trả nổi hay không. Thật sự may mắn nhiều. Thì đó, cũng may mắn là khi gặp được anh Phong thì anh Phong thì ảnh gành đường đi nước bước bên đó thì ảnh giúp chị. Ủa là mình chuột về hay là như thế nào vậy chị Trang? Dạ. Nói chung là chuột về anh. Tại vì khi bữa em gặp anh đúng không? Dạ. Rồi em lên cái kênh của anh thì cũng có một chị ở Bình Dương giới thiệu cho em biết, quen biết Phong Bụi chứ không, em cũng không biết Phong Bụi đâu. Dạ. Chị nói là thì bây giờ chị cứ lan tỏa hết các kênh đi, chứ nhiều khi một kênh thì các cộng đồng dạ. mạng người ta không biết nhiều á, cho nên cái em nói có ảnh hưởng gì tới các anh đâu. Nhiều khi mình làm kênh này rồi mình chạy dạ. kênh. Thì đó thì học em bữa chị có điện cho em đó, em nói không sao, cứ liên hệ nếu mà anh dạ. chị cũng làm thử coi. Thì em mới nghe chị nói vậy thì chị cũng cho em số điện thoại của Phong Bụi, rồi em gọi điện biết bao lâu luôn á, mấy ngày trời Phong Bụi mới bắt máy. Dạ. Khi nhận được thì Phong Bụi mới hỏi em, rồi hôm thứ tư tuần rồi Phong Bụi mới lên gặp em. Phong Bụi quay dạ. quay xong là cộng đồng mạng cho tiền rất là nhiều. Dạ. Rồi nói chung là cũng chưa đủ số tiền chuộc cháu đâu, thì Phong Bụi mới nói thôi thì thiếu bao nhiêu để đắp vô, em hỗ trợ cho mẹ con chị để cứu cháu về. Trời ơi, quá đó. Tốt luôn á chị. Chị may mắn khi mà được anh Phong Bụi giúp đó. Dạ. Dạ. Nói chung anh cũng tốt, anh cũng hết mình với mẹ con. Thì đó, tụi em á thì nói chung là dạ thì cũng cố gắng thôi, hết mình rồi thì cũng may mắn là có anh Phong anh giúp. Dạ. Vậy nên là cái ơn của anh em cũng không bao giờ quên nổi. Anh cũng làm ráng giữ gìn sức khỏe, em cũng cầu chúc cho kênh của các anh thật nhiều lan tỏa ra thật nhiều để cứu các bạn đời con hạnh với mẹ con á. Dạ thôi chị cũng bình tĩnh, gần chút xíu nữa là được gặp con trai rồi đúng không? Dạ giờ đang đợi. Trời ơi mừng quá, hôm thấy chị đăng những cái tấm hình nó lên mà em rất là mừng luôn. Nói trời chị Trang con trai được về là mừng quá rồi. Nói chung là cái kênh của anh với cái kênh của anh Phong Bụi á là không ai chửi em hết, còn cái dạ. người ta chửi em đâu, mà chứ không ai giúp em được đồng bạc, còn người ta chửi em không ai thông cảm em, nỗi khổ em. À là chị cũng bị chửi rất là nhiều đúng không? Bị khán giả nói rất là nhiều. Trời tội nghiệp không? Kệ, em biết chị là bất chấp tất cả để cứu con mà. Ai nói gì nói thì chị cũng cố gắng mà để em tìm mọi cách để cứu con thôi chứ cũng mình không. Chỉ biết là dạ. Mình chỉ biết mình buồn mình để bụng thôi chứ mình cũng không dám nói, tại vì mình đang chờ tới cộng đồng mà em không dám nói buồn. Nhiều khi em muốn giải thích cho người ta nhiều cái nỗi khổ tâm của em, nhưng mà em không dám nói. Nhiều khi mình càng giải thích thì nó càng hiểu lầm đó. Em không dám nói gì hết trơn, em không nói gì đâu. Lương tâm mình làm sao thì mình biết. Dạ.
Thì hôm em thông báo cho cái chị mà hôm bữa cũng ủng hộ tiền cho mình đó, cái chị bên Mỹ á, chị mừng quá trời luôn. Chị nói chị cũng đang kêu gọi để giúp cho chị nhưng mà cũng quá khả năng nên là chị chưa có được, chưa có đủ nên là nghe cứ hỏi hoài, hỏi thăm chị hoài tội nghiệp chị. Anh có gì anh gửi lời cảm Dạ. ơn chị đó. Dạ. À, thôi bây giờ cháu đã chuộc về được rồi thì Mừng thôi rồi không ha. làm phiền đến Dạ. cộng đồng mạng. Dạ thì nếu mà có chị đã có giúp đỡ thì anh nhận cái số tiền đó anh cứu những mảnh đời khác, Dạ. bất hạnh cũng giống như mẹ con em. Nói chung là cần cháu về là được rồi, quá Giờ là em mừng cũng rồi mơ ha. ước gì hơn. Chị là mấy Dạ hôm nay là thì chị nghỉ làm hả? Hôm nay chị nghỉ làm gì đi á hả? Xin nghỉ tiếp dạ hả? em nghĩ là mấy tháng này em chẳng lãnh lương được bao nhiêu, không biết có tiền đóng nhà trọ không, Dạ. em nghĩ Thì chị có vậy là có nói chuyện với con trai rồi đúng không? dạ có Trời ơi thấy thì khỏe mạnh nó mừng. chịu mà nó cũng giảm bớt tiền chuộc á. À, À. cái đợt mà em gặp anh á Dạ. là lúc đó đòi trên 3.000 đô, Dạ. nhưng bữa nay nó hạ xuống còn 2.600 đô. 2.600 đô. Dạ Ồ, trời còn cũng bữa hổm là ba trên 3.000. bởi vì nếu mà chuột về được là mừng, tại em thấy nhiều thông tin báo chí lên á Anh biết sao không, tại vì nó thấy cho con em làm được á, nó cũng mà đâu cho chuột đâu, rồi anh biết là Phong Bụi thuyết phục làm sao á mới cho chuột. Phong Bụi qua tới ngay chỗ luôn, tại vì em gửi định vị đó cái dạ Phong Bụi cho bển, có đường dây của Phong Bụi ở bển đó, rồi bạn bè ở bển dạ đó, rồi bạn bè bển cập nhật được cái chỗ đó. Bạn bè mới nói là cháu ở ngay cửa biển luôn, ở ngay biển luôn, nói chung là Oh. ở cái chỗ cái trung tâm khu ăn chơi lớn của bên Campuchia đó. Dạ. Thì bây giờ là một bên là biển, còn một còn ba phía bên kia là nó dăng hàng rào tới 3-4 mét rồi, Trời đất cho nên là ơi. không bao giờ thoát được. Dạ thì khi mà cần mong đợi kiếm được số tiền, kêu cháu là cố gắng liên lạc với trợ lý để cho con buổi gặp nói chuyện để giao dịch, thì cố gắng lúc đó trợ lý mới cho gặp. Thì không Dạ. biết nói sao thì nó giảm xuống còn được 2.600 thôi. Dạ. Nói chung em mong lắm, thật sự Đúng em rồi. thấy chắc ông trên Để cũng thương, tại chị vì đó chị không, chỉ chị cần em thấy phụ chị em đau vậy khổ thôi nên trời Phật thương đó. Dạ. em chạy xuống em không có Bởi vì kêu hôm mà bữa mà khi mà chị nói là có liên hệ qua kênh Phong Bụi thì em cũng nói là chị nếu mà được anh Phong mà giúp đỡ thì quá tốt luôn á, quá tốt luôn. Còn hy vọng thì mình cứ tìm thôi chứ đừng có ngại gì hết, không có ngại gì hết. Nhờ anh giúp được nói là chung quá là tốt em rồi. cũng sợ ảnh hưởng tới các kênh mà Dạ không ba của sao, mẹ, không sao. Trời rồi đó ơi. không biết mà mẹ em có Dạ, buồn không, mình tại vì chung thật tay sự lại là để vì mình giúp tính mạng con em nên là em cũng nhưng mà chị biết là nói là xin lỗi các anh mình hiểu cho cái nỗi khổ của những người mẹ. Dạ. Nó thì cũng rất là mong cộng đồng mà khi mà thấy được cái tin này thì rất là mừng và cũng như là hiểu cho cái tấm lòng của chị ha, cũng không có trách móc gì nữa thì Anh nhớ mừng. cho em gửi lời cảm ơn đến với chị mà bữa hôm nhớ về phát triển Dạ chị Nguyên Huỳnh ha. Dạ. em. Dạ. Em cũng nhờ chị đó giúp đỡ em mới có điều kiện để mà em đi tiếp Có cái cái chi tiếp phí tục đi tới của đi lui. Dạ. mình. Thôi chị cố gắng, tin vui rồi, hôm nay là vui rồi, gặp con vui rồi nè, gắng vui lên, chúc gặp con. Trời ơi, mừng ghê á. Có gì nào thì em mình gặp nhau Rồi, em sẽ mời ok. nước nha. Dạ. Thương quá anh, hiểu cuộc đời quá bao giờ chứ không. Thôi thôi, không có gì hết, tụi em chỉ một phần nhỏ là giúp chị thôi, chứ không có cái gì lớn lao hết á. Có gì là chị chờ đón con ha. Chúc. Rồi em chào anh ha. Ờ chúc mừng chị. Dạ dạ dạ. Dạ Dạ dạ. em xin cảm ơn. Dạ chị. Xin. Hãy